Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay 95% các doanh nghiệp logistics Việt Nam đang hoạt động là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Số lượng doanh nghiệp nhiều nhưng quy mô hạn chế cả về vốn và nhân lực cũng như kinh nghiệm hoạt động quốc tế. Chính vì vậy, để phát triển trong tương lai, các doanh nghiệp logistics Việt Nam cần phải cùng hợp tác, tạo liên kết để tăng giá trị cho ngành logistics Việt Nam. Theo các chuyên gia, thời gian qua, đặc biệt là năm 2020, được đánh giá là một trong những năm khó khăn cho nền kinh tế nói chung và lĩnh vực logistics nói riêng. Thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19. Các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, các quy định về cách ly, giãn cách xã hội ảnh hưởng lớn tới nhiều ngành kinh tế, trong đó có hoạt động logistics. Tuy nhiên, cuối năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, thị trường logistics được thúc đẩy bởi việc khôi phục dòng chảy thương mại quốc tế. Cùng với chính sách thuận lợi hóa thương mại, kích thích tăng trưởng kinh tế hậu COVID-19 của chính phủ, nhiều doanh nghiệp logistics đã triển khai những giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức, mở rộng thị trường, đảm bảo lưu thông hàng hóa và giữ vững tăng trưởng hoạt động kinh doanh. Để hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng cơ hội, tạo sức mạnh cộng hưởng để vượt qua thách thức cạnh tranh với các tập đoàn logistics quốc tế, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai sâu rộng, trong đó hội thảo phát triển thị trường dịch vụ logistics cho doanh nghiệp do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức mới đây được đánh giá là cơ hội tốt giúp doanh nghiệp logistics Việt Nam tăng cường giao lưu liên kết để phát triển. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo phát triển thị trường dịch vụ logistics cho doanh nghiệp, cùng tìm ra các giải pháp để nhằm phát triển dịch vụ logistics thành một ngành đem lại giá trị gia tăng cao, gắn dịch vụ logistics với sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu và thương mại trong nước, tăng cường xúc tiến thương mại, truyền thông và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp logistics được giao lưu, tiếp cận với đại diện các doanh nghiệp thương mại điện tử và các doanh nghiệp logistics trong và ngoài nước, qua đó có những điều chỉnh kịp thời để năng lực đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Đây cũng là sự kiện xúc tiến thương mại kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực logistics với đối tác tiềm năng, tham gia chuỗi cung ứng logistics, cung cấp giải pháp thanh toán, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp logistics giao lưu, tiếp cận với doanh nghiệp thương mại điện tử, doanh nghiệp logistics trong và ngoài nước, qua đó tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm để điều chỉnh kịp thời năng lực đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Cái xu hướng hiện nay là xu hướng nó đang thay đổi rất lớn về chuyển đổi số, và chuyển đổi số nó xuất phát từ không phải từ doanh nghiệp logistics mà xuất phát từ khách hàng của mình. Và nó đòi hỏi các doanh nghiệp logistics muốn cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của mình, họ cũng cần phải chuyển đổi. Và họ chuyển đổi thì cái bài toán đầu tư, bài toán chi phí là một thách thức rất là lớn mà họ cần phải vượt qua trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt là như mọi người biết là cái hiệu ứng Covid nó làm cho các doanh nghiệp càng quan tâm nhiều hơn đến cái việc chuyển đổi số. Và đấy chính là cái áp lực mà các doanh nghiệp dịch vụ logistics cần phải suy nghĩ đến khi nâng cao cái năng lực cạnh tranh của mình. Thì một trong những điểm rất là quan trọng của doanh nghiệp dịch vụ logistics đó là họ cần phải thay đổi mindset. Họ cần thay đổi về cái cách tư duy họ bấy lâu nay về câu chuyện kinh doanh dịch vụ logistics. Cái câu chuyện không đơn giản chỉ là sử dụng cung cấp dịch vụ mà cung cấp một toàn bộ một cái giải pháp tổng thể, trong đó nền tảng số là một yếu tố rất là quan trọng. Thì đồng thời cái việc đó nó đòi hỏi có những cái nền tảng số để hỗ trợ các doanh nghiệp dịch vụ logistics nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp không có đủ khả năng đầu tư. Thì hiện nay Smartox hay là những công ty công nghệ trong ngành này họ đang tham gia vào câu chuyện là tạo ra một nền tảng số giúp các doanh nghiệp logistics Việt Nam có thể khai thác nó với chi phí đầu tư thấp nhất và hiệu quả cạnh tranh cao nhất với trong cái bối cảnh hiện nay, và họ giúp họ có thể nâng cao được năng lực cạnh tranh của mình. Công ty logistics và công ty xuất khẩu là cái sự liên kết chặt chẽ với nhau. Hiện tại thì nền kinh tế phát triển giúp xuất nhập khẩu phát triển, làm cho các công ty logistics cũng phát triển theo. Thì về phía các công ty logistics cần có sự liên kết mạnh mẽ về các một chuỗi cung ứng. Hiện tại các công ty logistics Việt Nam thì mỗi một công ty, rất ít công ty có thể cung cấp một cái hệ sinh thái vận tải. Vì thế mà các công ty logistics cần mỗi công ty có một cái điểm mạnh cần phải liên kết với nhau để tạo ra một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh để cung cấp cho khách hàng. Khách hàng của khách hàng của công ty logistics bây giờ không chỉ là những công ty ở Việt Nam mà có thể là những đối tác các công ty nước ngoài. Các công ty logistics hoàn toàn để vươn mình để tìm kiếm những khách hàng ở nước ngoài để họ có thể tiếp cận với cái người mà cung cấp dịch vụ ngay từ dịch vụ đầu tiên. Theo Bộ Công Thương, quy mô thị trường logistics toàn cầu năm 2021 ước đạt khoảng trên 3.200 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,6% so với năm 2020. Điều này cho thấy ngành logistics có tiềm năng phát triển rất lớn. Việt Nam cũng đã đặt mục tiêu đến năm 2025,
tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics vào GDP đạt 5-6%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt 15-20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 50-60%, chi phí logistics giảm xuống tương đương 16-20% GDP, xếp hạng theo chỉ số năng lực hoạt động logistics LPI trên thế giới đạt thứ 50 trở lên. Để đạt được mục tiêu đề ra, cùng với chính sách của chính phủ, doanh nghiệp logistics Việt Nam cũng cần phải liên kết, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, vượt qua thách thức. Việc đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp logistics, giữa doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu sẽ thúc đẩy sự chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, tạo niềm tin giữa doanh nghiệp. Qua đó, hình thành mạng lưới logistics Việt Nam có năng lực dẫn dắt thị trường, tìm kiếm, chia sẻ đơn hàng, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm hàng hóa Việt Nam. Có thể nói là dịch COVID-19 ở một góc độ nào đó cũng đã làm cho các doanh nghiệp của chúng ta phải đẩy nhanh cái quá trình tái cấu trúc về logistics, về cái khâu kết nối giữa cung và cầu. Cho các doanh nghiệp chúng ta cũng phải thích ứng với một cái môi trường kinh doanh nó năng động hơn, cũng như là đòi hỏi những các cái cách tiếp cận mới hơn. Thế còn các cái vấn đề về quản trị, về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cũng như là các cái yếu tố về cải cách hành chính để hỗ trợ cho doanh nghiệp, thì đấy là những cái vấn đề mà lâu dài mà chúng ta vẫn phải duy trì thường xuyên. Trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tới doanh nghiệp và dịch vụ logistics, Bộ Công Thương và các bộ ngành cũng nhanh chóng triển khai những giải pháp cụ thể về môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số hiệu quả logistics của Việt Nam thông qua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm và đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng cơ chế một cửa quốc gia, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, minh bạch hóa tiêu chuẩn, quy chuẩn để kiểm tra, v.v. nhằm tạo thuận lợi để phát triển ngành dịch vụ logistics.